xin chào mọi người chào mừng mọi người quay lại với tập thứ 9 của podcast không ai cả thì hôm nay khách mời của mình sẽ là lucy hello mọi người mình là lucy trần lucy trần ok um, ngày hôm nay có mày như thế nào uh, ngày hôm nay ngày hôm nay của tao cũng không có gì lắm an event for Ừ. tại vì bây giờ tao vừa mới học xong một term nên là đang nghỉ thôi đang nghỉ break nhỏ nhỏ không làm gì ừ. mấy ừ. Thì thường thường làm lúc mà mày break là mọi thứ nó sẽ không có eventful có lúc nào mà kiểu nó mày định nghĩa break là một cái gì đó một cái cái sự kiện một cái khoảng thời gian nào đó mà nó không eventful hay sao Thật ra cũng tùy á kể cả đi ừ. học có đi học hay là nghỉ break đó, thì nó có eventful hay không chắc là tùy thuộc vào mình đó. Ừ. ừ mày mấy hôm, mày không? thích có mấy hôm sao ý là có mấy hôm đi học mà đúng busy luôn nhưng mà cũng cảm giác như là nó không có cái gì mấy xảy ra tại vì ngày nào cũng như ngày nào đó. ừ và mày thích điều đó không mày thích kiếp sự mà không eventful của một ngày không Ừ. tao thích tao thấy cái nào cũng có cái hay của nó. Ừ. như nếu mà nó in eventful thì maybe nó relaxing hơn. tại vì á tao tao lại kiểu là một đứa thích một ngày nó càng ngày event, càng ngày eventful càng tốt á. tại vì đối với tao mấy cái kiểu như là mấy cái hoạt động mấy cái event mà nó xảy ra nhiều nhiều, nhiều nó khiến tao cảm thấy là ok ngày hôm nay tao sống nó 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 có ích cho ngày hôm nay ấy. Hoặc là nó kiểu như tao sống chọn cho Tao sống effectively Trong cái ngày hôm nay ấy. Mà một cái ngày đó mà tao không có làm gì hết Thì tao cảm thấy, tao thấy tao thoải mái Nhưng mà sau cuối ngày tao kiểu Oh I could have sẽ this, I could have done that ừ, Thì đúng, mày có cảm giác gì không? Ừ, có, T ừ. tao cũng Tao hiểu cái cảm giác đó Nhưng ừ. mà ví dụ nha Ví dụ như là mày muốn bản thân mày productive Làm nhiều thứ Xong rồi là có nhiều thứ xảy ra trong ngày Mày làm nhiều thứ đúng không? nhưng mà ừ. nếu như mà những cái event trong ngày đó nó lúc mà nó xảy ra xong mà nó không có giá trị lắm á nó ừ. không có làm mày cảm thấy fulfill lắm thì sao mặc dù có rất nhiều thứ xảy ra nhưng mà mày không thấy fulfill cơ ừ cũng đúng thì sao thì buồn <cười> 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 nhưng mà nhưng mà nếu mà mày nói vậy thì lúc đó thì tao đầu đầu tao nghĩ ngay tao tao, nghĩ coi là tao có cái sự kiện nào mà tao thấy không nó nó không có fulfill lắm không thì tao không nghĩ ra được mày nghĩ ra được không mày nghĩ ra được thí dụ một thí dụ nào đó cho cái việc là một cái sự kiện gì đó nó xảy ra mà không có fulfill mày không ừ. Nếu mà lấy ví dụ ngay thì chắc là Một cái event mà tao Expect một cái gì đó mong chờ là ừ. mình sẽ cảm thấy như thế này như thế này nhưng mà khi mà đã nó đã xảy ra rồi á thì nó không có vui như mình nghĩ hả chắc vậy ừ. Ừ. nó không có vui như mình nghĩ giống như hồi đó đi field trip hả, hồi đó đi field trip trước trước ngày đi field trip là cũng excited phải xong rồi kiểu tới field trip với kiểu ạ à, không có gì quá free vui trip. hay là gì đó field trip năm nào không biết không biết phía trước năm nào nhưng mà tao nghĩ sẽ có một cái video trước về đó nó nó à. nó, nó lâu cái kỳ vọng của mày hoặc là một cái sự kiện trong trường rồi đó hoặc là đi chơi với ai đó ừ. đúng rồi ừ. nếu mà lấy ví dụ hang out thì chắc là dễ hiểu hơn ừ. Ừ. ví dụ mà một cuộc hang out ví dụ trong một cuộc hang out đi thì cái tao biết là tùy tùy mỗi người tùy cái đối tượng mày gặp nhưng mà kiểu trong mỗi cuộc hang out thì cái general cái general mà kiểu kết quả tích cực là cái gì cái kết quả mà mày muốn nhận được là cái gì cho một cuộc hẹn giống như mày nói là nó sẽ tùy đối tượng á ví dụ ừ. như những cái người mà uh, ví dụ như là thân đi tao thân với người đó đi ừ. mà ờ uh, sau mỗi cuộc hẹn thì sẽ có những cái cuộc nói chuyện á cuộc trao đổi mà ừ. làm cho bản thân cảm thấy tốt hơn á kiểu cảm thấy tốt hơn ừ. sau khi mà ở ở bên cái người đó thì thường ừ. là cái đó là cái mà tao sẽ expect ừ. còn với những cái người khác mà không có đem lại cái cảm giác giống vậy thì maybe expect những cái thứ khác ví dụ như là cái tích cực chỉ là cái mà mình học được cái gì đó từ người đó thôi á ừ. Vậy thì lúc mà mày qua bên Canada thì cái việc đó nó có thay đổi không? Cái 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 góc nhìn về cái việc là ok có một cuộc hẹn nhau thành công nó có thay đổi không? Thì tao nghĩ tao nghĩ khi mà tao qua bên đó nó sẽ thay đổi ít nhiều đó tại vì đa số mình cũng gặp mình đa số bạn của mình là người nước ngoài á. Ừ. Nên là cái mentality nó có thay đổi không? Thật ra là cái mà Cái câu trả lời vừa rồi của tao Là dựa theo những cái gì mà ừ. tao cảm thấy được Gần đây luôn á Tại ờ. vì Khi mà qua bên nước ngoài rồi Thì kiểu Kết bạn với người này người kia Nó cũng khác, mấy mối quan hệ nó cũng khác á Nó tiến triển ừ. cũng khác Mà ừ. Mà cái cách mà mình làm bạn xong rồi Là mình hang out với người ta, nói chuyện với người ta Nó cũng, chắc là cũng khác ở Việt Nam Ừ Thì dạo gần đây tao cảm thấy open-minded hơn về ừ. những cái gì mà mình nên expect từ một cái relationship ừ. Ừ. nó khác hay nó khác như thế nào ta ví dụ um, tại vì là nếu mà mày mày đi qua nước ngoài á thì mày sẽ lại ừ. gặp nhiều người hơn mà thường là nó sẽ là người ngoại quốc đúng không Ừ thì cái mindset của họ nó ít nhiều nó cũng sẽ thay đổi đó. tại vì ừ. cultural I guess ừ. ờ, nó nó khác một xíu so với nói chuyện với người Việt Nam hay gì đó ừ. có cái ví dụ nào mà mày làm 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 mày ấn tượng nhất chưa có cái interaction nào với với bạn nước ngoài mà kiểu mày mày cảm thấy oh my god sao khác với Việt Nam quá vậy ừ. khác với Việt Nam hả? Khác với Việt Nam là sao? Ừ. Khác. Ý thì tại mày nói là cái tiến triển nó cũng khác hay là cái mindset người ta cũng khác đó. thì cái sự có có một cái ví dụ nào cho cái đó không? Kiểu như là một cái khoảng khác nào đó mà mày nhận ra là ồ mấy cái cái mô hệ nó khác với với cái mô, những mô hệ ở Việt Nam của mình quá. Như kiểu vậy. Ừ. Cái này tao nghĩ cái này chắc là nó phụ thuộc vào, vào ai thôi á ví dụ như tao đi ừ. thì để thân với một ai hơn á là thường là nó dựa vào cái cái gì ta cái communication I guess cái connection á, với người đó ừ. nhưng mà khi qua nước ngoài thì sẽ có nhiều cái barrier đúng không ví dụ như là language barrier là một trong những cái đó thì để ừ. trao đổi với bạn người nước ngoài nó sẽ khác với người Việt Nam á, nó khó hơn một xíu để get cái idea through ừ. à, thì cái đó là cái difference mà tao đang nghĩ tới nên cái đó nên, nên là mà tao mới bảo là. là cái đó là chắc chắc là tao thôi có thể người khác thì người ta thấy khác ừ nghe à. ừ, yeah, cũng nghe yeah, nhưng mà kiểu tao nói tao nói hồi nhưng mà tao nghĩ uh, cái việc mà nói về trải nghiệm của mình nó cũng ok mà đâu cần phải là đâu cần mình mình đâu ý là mình chỉ nói là ok tôi cảm thấy như vậy nó nó đâu phải là nó, mình mình đâu có speak cho người ta đâu đúng không nên là cứ hiểu 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 speak là sao ý là ý là ta, ta tại vì ta đang đang cái này off record nhưng mà kiểu hmm, nó tao nghĩ nó ổn nếu mà mình nếu mà mình nói về trải nghiệm của mình thôi á chứ tại vì trải nghiệm của mình thì tất nhiên nó không có nó không có nó không có nói giùm người ta nó không nó không không có giùm trải nghiệm của người ta nên là, yeah cứ get specific nếu mà muốn you, you. Không hiểu lắm <laughs> Ok rồi bỏ đi Rồi <laughs> <laughs> bỏ đi qua công mới cũng được um... Không, mày giải thích so... lại cũng được Mày giải thích lại ý mày là sao cũng được À ý tao là tại vì nãy giờ tao đang thấy Tao thấy mày hơi Mày hơi put cái mày 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 đang sợ là mày đang nói mày đang nói cho một cái audience lớn hơn á và mày đang nói dùm cái trải nghiệm của người ta có nghĩa là tại vì tao tại tại vì tại vì tao muốn cái podcast này kiểu như về trải nghiệm của từng người từng cá nhân hơn á hiểu không ừ. hiểu với tao không nên là, ừ. nên là nên là nên là cứ thoải mái nói về trải nghiệm của mình thôi nó đừng cái à. có lo, là nó, okay, lo okay. là, 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 là nó phải general ra là ừ nó bự 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 nè chắc là cái do cái, ơi, cái cách mà tao dùng từ thôi á tao bảo là tao à. bảo là mày khi mà mày đi mày thấy này thế kia nhưng mà thật ra là ừ. tao đang nói cái đó là tao đang nghĩ về bản thân tao nên là không sao ừ. đâu ừ. tao đang dựa ừ. vào ừ. mấy cái, cái mà tao trải nghiệm gần đây một cái bài học mà mày Học được gần đây nhất là cái gì? Bài học mà tao học được gần đây nhất Gần đây thì Tao có làm một cái project Documentary Làm phim tài liệu ừ. Ừ, Tao có gửi mày coi rồi ừ. Ừ. Thì Thì cái project đó là Nó là cái mà Khó khăn nhất đối với tao trong cái thơm học vừa rồi luôn Tại vì cái ừ. Cái vấn đề chính đó, là do cái teammate, cái teammate nó, nó sức kiểu ừ. làm, làm với nhau không có được á. Ừ. Ờ. Ừ. Thì nói chung là chia việc ra xong rồi là kiểu mấy cái bạn, cái bạn đó cũng không có làm, không có làm phần của ừ. mình á. Xong rồi cũng có problem về communication á. Ừ. Ừ, xong rồi trong trong lúc làm á thì tao phải gánh phần của mấy người kia rất là nhiều. Ừ. xong rồi làm xong rồi tao mặc dù là um, cái result nó tốt á. Nhưng mà ừ. tao lại cứ cứ bị negative vì nghĩ là cái khoảng thời gian vừa rồi làm nó nó khổ quá này kia. Ừ. ừ. xong rồi tao cũng có có kể có nói chuyện Có nói chuyện với người khác Thì Cái người đó nói với tao là Kiểu như Thật ra sau cái trải nghiệm vừa rồi á Thì Bản thân tao không có bị mất cái gì hết Ừ Ờ mà thật ra là tao lại được gain được nhiều hơn á Mày hiểu không? Ừ. <laughs> ừ Hiểu, hơi hơi hiểu Ờ. Ừ. Tại vì kiểu như tao cứ nói với bản thân mình là tại sao mình lại phải làm cái này cái kia ờ uh, tại sao mình lại phải dính cái teammate như này xong rồi là nó nó sabotage tao á, và cái ừ. uh, cái cái assignment của tao á, điểm của tao á. Nhưng mà rốt cuộc thì dù sao á thì, thì lại like, học trong cái, cái film and art industry rồi thì cái cái điểm nó không có quan trọng nữa mà cuối cùng là cái experience cái skill level á thế nên là ừ. cuối cùng thì tao cũng là người mà nhận được nhiều nhất tại vì tao làm nhiều nên là tao gain được nhiều experience nhất thôi không có phải stress là bản thân của mình phải gánh quá nhiều phần xong rồi phải ờ, phải gặp nhiều vấn đề như vậy á ừ ờ nó nó đơn giản là tao học được là nhiều khi mình thay đổi cái mindset qua một cái hướng khác đó. Ừ. thì mọi chuyện nó không có bad như mình nghĩ nữa. Ừ. Ừ. À, tao đồng ý hoàn toàn với cái quan điểm đó nhưng mà tại vì mày có nghĩ nó sẽ dần dần nó sẽ dẫn tới một cái độc hại tích cực độc hại không? Ừ. Thì mày biết cực độc hại là gì rồi mà đúng không? Ừ, sơ so sơ. So tao nghĩ tao hiểu à, ok ừ. tao nghĩ là cái việc mà đúng tao hoàn toàn đồng ý với cái việc là trong một sự việc á mình nhìn nó với hướng tích cực hay tiêu cực là hoàn toàn dựa vào cái mindset của mình á nhưng mà in trong những có những sẽ có những trường hợp hay là những cái khoảng thời gian nào đó mà mình tao nghĩ là cái việc mà mình bắt buộc bản thân phải thay đổi cái mindset đó để nhìn ra cái sự việc tích cực á tao nghĩ nó cũng không có đúng lắm. ác à, xin lời nếu mà trong cái việc này nha, nếu mà trong cái việc này thì, thì nếu mà trong cái việc này á, sẽ có những đứa như tao, sẽ là ừ. những đứa rất là, những đứa kiểu như tính lái chi li tí á thì, ừ. tao nếu mà tao mày nếu 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 là tao trong trường hợp này thôi nha, tao không nói gì mày. Uh, ừ. tao nghĩ tao sẽ, tao nghĩ nếu mà anh nói tao có đó là ok, mày cũng đâu có mất gì đâu, thì tao sẽ lập đầu, tao lập tức tao nhảy ra một ngàn cái lý do tao mất, tao mất thời gian, tao mất công ừ. sức. Ừ. tao mất luôn cái cơ hội được học thêm. Nếu mà tao ừ. có những theme tuyệt vời hơn thì tao có được học thêm những cái gì đó từ người ta. Ừ. Thì nha ừ... Yeah, mày nghĩ sao về chuyện đó? Ờ. Tao nghĩ mày tao nghĩ mày nói cũng đúng. Ừ. Về cái vấn đề mà nó lead tới cái like toxic positivity thì tao chưa nói đến cái đó nha. Nhưng mà ừ nhưng mà vấn đề ở đây á là cái, cái situation này á ừ. là nó xảy ra như vậy thì mình không thể thay đổi nó được á ừ. đúng không ừ, cái đơn trong... giản là vậy thôi mình không thay đổi nó được cái thay đổi mình có thể thay đổi duy nhất là cái suy nghĩ của mình á ừ. thì maybe khi lúc mà nó mới xảy ra đi kiểu nó mới xảy ra như vậy tao bị mất nhiều thời gian đúng hết tao bị mất rất nhiều thời gian tao rất là stressful luôn Ừ. xong rồi là uh, cái việc mà mình lên college rồi á mình trong một cái cái professional like environment rồi mà ừ. có những cái người mà người ta vẫn phải đợi kiểu đợi người khác phải nhắc nhở làm á hay là mấy cái đơn giản như là meet cái deadline thôi mà cũng không làm được á thì mấy cái đó nó nó frustrating lắm á nhưng mà cuối cùng thì cái situation đó mình không thay đổi được. Ừ. Ờ mà Yeah, I like ờ mà tao cũng không có nói là cái cái suy nghĩ tích cực kia nó dễ đổi á. Tại vì đến mm. cuối cùng á khi mà tất cả xảy ra rồi, có result rồi thì thì tao mới tao mới thấy là ừ cũng đúng khi nếu mà mình nghĩ nó khác đi một xíu á thì có khi like đỡ thấy nặng lòng hơn thôi ừ. chứ tao agree là nếu mà bản thân trong cái trường hoàn cảnh đó mà nó mới xảy ra thì cũng không thể nào nghĩ tích cực được ừ dạ yeah, đúng nhưng mà thí dụ nha thí dụ ừ. cái, cái project đó nó 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 come out tại thì sao <laughs> ồ chắc là cũng không có nghĩ như như tích cực như là như tao thôi. nói được ừ Ừ. nhưng mà nha nhưng mà đến cuối cùng thì tao vẫn học được cái gì đó đúng không tao vẫn sẽ có experience ừ. đúng ừ. tại vì đúng, 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 đúng. nói thiệt với mày là cái cái việc mà kiểu gặp phải thì tệ á mày làm ừ. việc nhóm không có thành công lắm là tao trải qua nhiều rồi tao không hiểu sao tao không hiểu sao nha mà tao toàn bị dính với mấy người như vậy từ hồi ừ. học middle school cho đến giờ luôn rồi à ờ và, và có thể thấy <laughs> hả có thể thấy học chung với mày mấy lớp cũng có thể thấy là mày xui ừ tao và... không nhớ là trường hợp nào nhưng mà tao nhớ ừ. nhớ là có cái à, tao đó thấy thấy đó, là mày á, tao thấy là lần nào lần nào cũng vậy á là tao cũng sẽ rất là frustrating này kia nhưng mà cuối cùng thì tao sẽ kiểu like người ta không có làm thì tao làm á Ừ. Thì tao không có để cái đó nó ảnh hưởng đến cái result của mình đó. Khi nào rồi. cũng vậy. Ừ. Và dần dần gặp nhiều người như vậy rồi cũng biết cách deal với người ta hơn đúng không? Thì đó, cái đó ừ. là cái tao game. Yeah. Uh, yeah, I like that. Nãy tao hỏi cái câu, nãy tao hỏi cái câu mà liệu cái project này nó không tốt quá thì mày có vui không á tại vì Tao có một đứa bạn, tao có một đứa bạn thì um, cảm thấy như nó cũng có một cái mindset giống như mày là ừ. ok, chỉ cần mình đổi mindset để nhìn một sự việc gì đó thì nó sẽ tốt nhưng mà nó cũng dựa nhiều vào cái kết quả, mày hiểu với tao Có nghĩa là ừ. nếu mà kết quả nó tốt thì mình có thể dễ dàng thay đổi mindset được là ok, suy ra việc này nó tốt hoặc là, ừ, giống như mày nói nhưng mà khi mà kết quả nó không tốt rồi đó thì nó dễ nó dễ đưa vào một cái rabbit hole đúng không? Tại vì em như là nếu mà cái nếu mà cái project này không tốt, nếu mà cái project này, nếu mà cái project mày làm ví dụ, ví dụ đi. Nếu mà cái project này làm không tốt thì maybe sẽ có suy nghĩ là ok. Nếu mà tôi đã nếu mà tôi nói tôi học được nhiều thì tại sao cái project này lại không tốt? Ừ. Là bởi vì teammate của tôi nó cứ nó cứ nó cứ spiral down á Thì ừ, mày nghĩ có cách nào mà một cách suy nghĩ nào đó mà mình kiểu mình isolate được cái cái kết quả với lại cái tinh thần của mình không? Nó cũng khó ha tại ừ. vì như mày nói cái việc mà tao nghĩ thay đổi suy nghĩ ra được tích cực là cũng phần nhiều là do cái kết quả nó đã tốt rồi á nên mới ừ. có thể nghĩ là uh, dù sao thì cái kết quả nó cũng tốt mà mình mình lấy được thêm nhiều kinh nghiệm mà ừ. mình đâu có mất gì đâu cái đó cái đó là do cái kết quả nó tốt đúng thiệt ừ. và trong lúc mà mày nói là ví dụ như kết quả không tốt đó thì tao cũng tưởng tượng được ra những cái trường hợp như vậy rồi trong quá khứ đó. khi mà ừ. làm một cái gì đó mà cái kết quả không tốt đó thường là cái cái thời gian mà mình làm á là đã rất mình đã rất cố gắng rồi xong rồi ừ. Có khi mà cố gắng đến mức mà bản thân burnout luôn á xong rồi rơi ừ. vào cái rabbit hole như mày nói Ừ. Hiểu, nó sẽ bị rơi vào một cái slump luôn á. Ừ. Ừ. Yeah. Mà khó có thể khó có thể ra nổi. Cái youth project có phải là một cái ví dụ của của nó không? Cái youth project không phải là ví dụ cho teammate, <laughs> teammate. À không. <laughs> ừ à. nhưng mà tao biết nó cũng mà, là... tao biết tao tốt mà, nhưng mà. <laughs> <laughs> ừ nhưng mà nó nó cũng là một cái ví dụ cho cái cái việc mà Cái kết quả nó không như mình muốn á Và ừ. nó đem lại cái negative effect kiểu personally á ừ. Đối với tao á ừ. Nó không mang lại negative effect đối với mày Không không mà nó mang lại negative effect đối với tao Trong cái khoảng thời gian mà tao cope á cốp với à hiểu. Uh, khô với cái chuyện mà nó không có thành công được á. Ừ. Ừ. Hay mình nói thêm về việc này đi, tại vì tại vì tao với mày cũng chưa bao giờ ngồi lại reflect với nhau về cái cái dự án uh, này đúng không? Cũng Vậy đúng, là, cũng uh, đúng. Ok. So sẵn đây cho khán giả biết về cái youth project luôn. Thì cái youth project đó bắt đầu là từ năm 2020. Ờ 2020 lúc mà chắc là đầu năm đúng không? Tháng 1 năm 2020. Ở đó um, um, Tại vì tao nhớ là hè Nó, năm nó đó là, là mình, hồi mình hè shoot. Hồi hè mình mới làm Ừ Hồi hè mình mới làm Có nghĩa là Có nghĩa là Trước đó tao với mày đã làm Một cái Short film về kinh dị rồi Ờ nhưng mà, Xong mà Thật mà ra mình... là Cái đó là từ hè hết luôn á Bắt đầu từ hè mình mới làm á Vậy nên mình ờ. mới có Ít thời Ủa, gian vậy Ừ Tại vì trước đó ờ. là Tao ở Canada mà Hồi ờ, đầu năm rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Ờ. Ừ Ừ So cái dự án đó mày muốn nói thêm về dự án đó không hay là để tao nói Mày cứ nói no, mày, mày, là người bắt đầu mày nói Mày nói về đó đi Mày là người bắt đầu Cái mục đích của mày là cái gì Xong rồi kiểu Cái cái vision là cái gì <laughs> Ok Thì bây giờ, bây giờ bắt đầu hồi tưởng lại Quá khứ Mới 2 <laughs> năm thôi mà Thấy đúng lâu luôn á Cái hồi đó là Mình học Vừa mới học xong Năm lớp 11 Chuẩn bị lên lớp 12 nha và ừ. kiểu hồi đó mình bị rất là nhiều cái existential crisis á tại vì là hồi đó chọn đi học canada mà tự dưng ở canada xong rồi cái bị dịch cái là cái, cái high school life nó không có được vui lắm á mà khi mà nhìn thấy mọi người ở việt nam thì mọi người lại rất là vui enjoy cái mấy cái năm cuối cùng các kiểu nên là mình thấy hối hận về cái choice của mình á và hồi đó thì thấy được like kiểu tự dưng muốn làm một cái gì đó để gọi là collect lại cái những cái gì cuối cùng á của cái tuổi trẻ của cái high school nên là mình mới mới có một cái ý tưởng để làm một cái phim về học đường xong rồi cái tự dưng tiện quá có một đứa bạn thích làm phim luôn <laughs> nên là mới nhắn rác hỏi rác có muốn làm một cái phim không? Ừ. Ừ. So cái project đó Nó về cơ bản là một cái project nó cực kỳ tham vọng. Đến bây giờ tao nhìn lại thì rõ ràng là rõ ràng là đối với tao cho tao cảm thấy là mình đặt mình mình có quá nhiều tham vọng trong một cái kịch ừ. bản á đúng rồi. mình không thể làm hết được quá thì, nhiều rồi. thì ok nói nói một chút về cái tham vọng đó tại vì muốn khoe ừ. Uh, so cái ý tưởng của mình là mình sẽ phỏng vấn tất cả là sáu nhân vật chính đúng không sáu nhân vật chính thì phỏng vấn sáu nhân bậc chính đó thì sẽ rút ra câu chuyện câu câu chuyện người đó mà nó ấn tượng nhất trong cái thời đi học của người đó xong rồi là đó là những câu chuyện thật nha xong rồi là từ sáu nhân vật chính đó cái tụi mình phải lấy hết tất cả những câu chuyện đó mình nhập vào trong một cái kịch bản và ừ. mình phải lòng ghép nhau sao cho nó 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 liên kết với nhau và ừ. tất cả những nhân vật đó phải liên kết với nhau thì cái 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 process mà kiểu ngồi xong rồi lên kịch bản xong rồi kiểu ra được một cái storyline chính cho cả một cái series là khá nhiêu là nó cũng phải 3 tuần nó cũng đúng không chiếm nghĩ cũng nhiều hả nó 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 chiếm gần hết gần nửa cái mùa hè luôn rồi á nó ừ. là nhiều kiểu mình ngồi mình ừ. lên idea xong rồi là viết kịch bản á là ừ. cái phần chính luôn á quay phim nó ừ. còn không có nhiều bằng nữa đúng rồi đúng rồi xong rồi là phải sau đó thì vừa mới xong kịch bản storyline chính ra tập một xong thì xin quay ở bên trường vừa xin quay bên trường xong được một được hai buổi đúng không hai ba buổi gì đó ừ. hình như là ba buổi ừ ba buổi tao nhớ luôn ba đây ừ. ba xong rồi cái dịch ừ xong dịch cái không xong cho rồi. quay nữa xong rồi cái mọi thứ xong đổ rồi. bể <laughs> ừ xong rồi xong rồi tại vì, tại vì vấn xong đề là hồi đó bạn. ừ vấn đề là hồi đó là có rất là ít thời gian tại vì tháng 11 là mình phải quay lại canada rồi nên là trước khi làm ừ. mình cũng nói với xác là ê bây giờ mình có ít thời gian vậy á mày nghĩ mình làm nổi không thì lúc đó cả ừ. mình lẫn giác đều rất là passionate nha kiểu ừ cả hai đều thấy nó tiến triển rất là tốt kiểu cứ ừ. cứ đang đang làm trong cái guồng rồi á nên là cứ làm cứ làm thôi không rồi ừ chắc được thôi quay đi quay đi không sao đâu mà đùng một ừ. cái dịch xong rồi cấm quay xong rồi không có thời gian nữa lúc đó là mình chuẩn bị phải đi rồi á xong rồi kiểu ừ. nó nó kết thúc cái ruột vậy luôn ừ yeah. Lúc mà kết thúc á Đối với tao nha Không, mày trước đi Nếu mà kết thúc thì Cái cảm giác của mày Kết thúc như thế nào? Kiểu To be honest Thì Khi mà nó kết thúc Tao thấy rất là relief uh, yeah. Ừ, yeah Cái câu exactly Tao thấy dùng là relief thôi Tại, Tại vì sao lại relief? Tại vì lúc đó Mình đã Làm quá nhiều rồi á Mình đã quá cố gắng rồi á ừ. Để ừ. mình cố gắng pull cái mess này together ừ. kiểu cả hai đứa mình luôn, ai cũng cố gắng hết mà ừ. mà tao thấy là cả mày lẫn tao đều mentally lẫn physically trained rồi á, mình không còn một ừ. tí energy nào nữa. Đúng rồi. Để làm á. Nên là khi mà tự dưng dịch một cái là nó giống như là một cái lý do luôn. Cái lý do để mình có thể dừng lại cái này ừ. dạ dạ đúng á đó. đó là exactly những gì tao nghĩ luôn á bởi vì đối với tao nha kiểu tao luôn luôn có một cái cái suy nghĩ là nếu mà tao đã cố gắng hết sức rồi á thì thì tao không có tao không có hối hận gì hết trơn nên là kiểu trong cái dự án đó đúng không thì tao tao lúc mà lúc mà bắt đầu quay thì tao cũng thấy là ờ oh, no sao gonna đầu workout tại vì mình plan là quay tới sáu bảy tập lần Ừ. như tấm tập hay sáu tập gì đó, ừ. xong rồi mới xong mới ngày thứ ba thôi nhưng mà kiểu mọi thứ tiến triển lâu và cũng không có kịp để tại vì mình viết tụi mình viết kịch bản là viết kịch bản trước xong xong trước đêm hôm đó xong rồi đi quay luôn ừ. nên là kiểu nó cũng không có gì lắm xong rồi là cái dịch nó cũng Exact như là Lucy nói là nó là một cái lý do gì đó để kiểu ô oh, dịch rồi nè ừ, thôi. guess it is not in our hands ừ, ừ thôi, không làm được nữa. Ừ. Nhưng mà có một cái nhưng mà có một cái vấn đề mà ta luôn luôn nhìn lại là nếu mà cái project này nó scale xuống lại á thì thì thế như thế nào? Nếu mà mày đi, bây giờ được chọn lại đúng không? Bây giờ được chọn lại thì mày sẽ chọn scale nó lại nhỏ hơn thành một cái phim ngắn hay là hay là bất cứ một cái medium nào khác hay là mày sẽ vẫn thấy chọn stick theo cái plan này. Nếu mà được quay oh. lại nếu mà được quay lại không. Ừ. Nếu mà được quay lại thì có khi là ngay từ đầu á ngay từ ừ. đầu tao nghĩ là mình nên đúng là nên scale nó lại thì. và nên ừ. kiểu Plan ra kiểu ừ. nghĩ xa hơn một xíu là ừ. mình viết một cái kịch bản gì mình lên một cái idea gì mà mình thực sự có thể execute được thì mình hẳn làm ừ ừ yeah kiểu như vậy mà nó phải phù hợp với cái resource mà mình có nữa chứ không phải là cứ nghĩ ừ. cứ cứ thêm cái này vô thêm cái kia vô nhưng mà rốt cuộc thì mấy cái đó lấy đâu ra kiểu đâu ra người ừ. mà quay đâu ra cái location ừ. mà quay kiểu như vậy ừ. đúng rồi xong rồi kiểu hôm nay ta mấy ngày này ta đi làm á xong rồi kiểu 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 tự nhiên cái bên manager ta nói là nếu tới ngày đó mà không xong nếu mà cái có một cái chất lớn đó thì nó sẽ có timeline từng cái là ok ngày hôm đó phải xong cái này nếu mà không xong thì bỏ luôn cái cái không biết tại sao gì mà tao kiểu Tôi nhớ lại với cái chắc oh so nếu mà nếu mà cái ý tưởng này mình cho phép nó mình cho phép mình cho phép cái ý tưởng bự bự này nó 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 develop trong vòng kể một tuần nếu mà nó không xong thì mình bỏ luôn á thì yeah what that's gonna be like một cái một cái gì đó rất là một cái công cụ rất là giá trị để mình sau này mình tự mình tự hôn mình lại ừ. <laughs> Cái đó là cái để keep in mind đúng không? Ừ. Ừ, yeah. ừ Đúng rồi Cũng giống như cái bài phim tài liệu mà tao làm á Kiểu ừ. deadline cho mọi thứ là nó rõ ràng ra Ví dụ ừ. như là Cái tuần này là phải có hết mấy cái um, Production documents rồi á Để kiểu mấy cái đó mà Được cho phép á Được, được instructor ký á, Thì mới được quay á Còn không có là không được quay á thì kiểu như vậy. Ờ, đó, nên là mọi thứ nó phải ừ. meet hết mấy cái criteria rồi. Ừ. Mấy cái deadline rồi mới làm được. Mày nghĩ mày học được cái gì? Mày học được cái gì từ cái youth project đó? Một cái mà tao có thể nghĩ ra bây giờ là giống như mình vừa nói thì trước đến giờ là tao passionate rất là nhiều thứ. Thì tao có nhiều ừ. sở thích. Tao có nhiều cái cái goal có nhiều thứ mà tao muốn làm lắm nhưng mà những cái thứ đó nó cũng phải đi cùng kiểu mình muốn làm nha, mình muốn tiến triển, mình muốn uh, mình muốn làm được nhiều thứ hơn á nhưng mà những cái thứ đó nó cũng phải đi cùng với kinh nghiệm với cả cái resource mà mình có từ hmm. nhỏ đến giờ rồi trong mọi cái um like creative project mà tao mà tao kiểu Đưa bản thân vào làm á thì khi nào ta... ừ. cái cái vấn đề nó cũng là một cái vấn đề lớn hết ừ quá tham vọng ừ tao cũng uh, yeah. ra uh, đối với tao thì nó đúng là tao cũng có học tao 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 học được nhưng mà nó cũng cố có niềm tin cho tao là ok tham vọng nếu mà thì như mày y chang như mày nói nhưng mà cái đó là tao nó cũng cố niềm tin cho tao hơn nhưng mà cái này nó không liên quan gì tới câu chuyện mình đang nói về cái gì luôn nhưng mà tao nhận ra là tại lúc đầu lúc mà mình nêu cái tưởng ra là ok mình sẽ phỏng vấn sáu người đó, xong ừ. rồi mình sẽ mình sẽ liên kết cái đống đó lại thành thành một cái cái kịch bản hoàn chỉnh á ừ. cái tao mới nhận ra là ừ cái mẹ gì mà cũng cái bất cứ thứ gì cái câu về về cái mặt câu chuyện á mình cũng mình cũng có thể làm được hết trơn á ý là ừ. khi mà viết ra kiểu như là lúc mà tao lúc 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 mà ngồi nghe đúng không mình sẽ không thấy nào mình, mình không nghĩ là ok nó có liên kết gì ở trong cái mình mới mình ngồi mình brainstorm ra để mình mình đạt được cái đó tao thích cái việc là mình stick to mình mình vẫn giữ vững cái mình vẫn giữ vững cái mục đích ban đầu của mình đó là ok tụi tôi muốn làm như vậy bởi vì đó là câu chuyện thật tụi tôi muốn incorporate nó vô một cái kịch bản lớn và mình tụi mình stick theo cái đó yeah, tao thích cái việc đó and nó là cái bài học tao học được là những cái mà kiểu những cái rào cản nó sẽ giúp mình sáng tạo nhiều hơn. Tại vì ừ. tại vì mới ngày hôm mới, mới, mấy 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 tuần trước tao ngồi tao dọn trai vậy tao có ngồi tao đọc lại kịch bản. Ờ. Mấy cái mà kiểu Mấy cái mà kiểu doc đồ mình đưa ra. Ừ. Tao nghĩ nó có potential nhiều. Ừ. Nó mà nhìn lại tao vẫn thấy nó có potential. Mặc dù là nó có những cái điểm nó không có nó không có đúng với cái standard của tao bây giờ nhưng mà Yeah nó có potential nên nó phải chỉ. ừ. Mà mày ờ à, tao cũng muốn nói tới một cái aspect khác là những người giúp mình á tại vì tại vì lúc đó nha lúc đó tao nghĩ lúc đó lúc đó trong đầu tao nghĩ là oh my god cái 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 project này sẽ kiểu không bao giờ thành công luôn á ấy là không phải không bao giờ thành công mà kiểu bây giờ nhìn lại đúng không tao cảm thấy như cái việc mà mình được nhiều người giúp như vậy á ừ. Tao thấy nó một cái việc nó 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 one in a lifetime bây giờ tại yeah. vì kiểu một cái project cho hai đứa làm xong rồi hè xong rồi là bắt tụi nó phải lên trường nguyên ngày luôn tự ừ. là nguyên ngày cái cảm thấy nó nó gì quá nó 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 hay vời rồi ừ. Ừ. nên là yeah. thật ra Zack nãy giờ mình nói về kiểu mình hồi tưởng lại cái project này mình thấy sao mình học được cái gì và ví dụ như tao thì cũng có Uh, bài học mà cũng không có được tích cực cho lắm với cả cũng có những cái hối hận á ừ. nhưng mà tao nhớ là hồi đó hình như là christmas letter á xong rồi cái mày ừ. gửi tao mày có nói một cái câu là có khi nào mà cái cái youth project á chính cái project này là <laughs> nói sao ta là cái youth project của tụi mình không. <laughs> ừ. tại vì á, tại vì cái youth project á là nó miêu tả lại cái 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 khoảng thời gian đời học like, đời học sinh á cái khoảng ừ. thời gian trung học của học sinh đúng không? cái cái khoảng ừ. thời gian rất là nhiệt huyết, rất là đam mê, rất là có rất là nhiều nhiều cảm xúc á, có buồn ừ. có vui á, cái ừ. đó là cũng cái cũng là cái mục đích đầu tiên luôn cũng là cái mà tao muốn mình có thể capture được á và cái ừ. đó là chính là cái khoảng thời gian mà mình bỏ bao nhiêu tâm huyết vào mình làm á đó. đó là youth project của hai đứa mình ừ mình hiểu không hơi hơi hiểu ờ dạ yeah, không tao hiểu tao hiểu ừ. ta hiểu, hiểu. Yeah. nha nếu mà giờ nếu mà được chọn quay lại á tại vì nếu mà mày hỏi tao hỏi mày tại vì tại tao hỏi mày có muốn scale back không á thì tao nếu mà tao được chọn lại tao sẽ chọn không scale back về nó vẫn giữ nguyên cái outcome như cũ dạ yeah. tao không biết tại sao nhưng mà tao cảm thấy nó có một cái gì đó nó tao không biết tao đang có copy hay là tao đang kiểu <laughs> tao đang kiểu tự lừa dối bản thân tao không? nhưng mà tao kiểu cái outcome mà nó không có một cái gì á tại vì khi mà tao nhìn lại những cái mà footage đó tao nhìn lại cái footage mà mình quay á tao cảm thấy như là nó không có và cả cái kịch bản mình biết nữa nó không có nếu mà nó hoàn thành đi nha nó cũng không phải là một cái gì đó mà mình sẽ tự hào á. Ừ. tại vì tại vì ừ. tại vì nha ừ. Ừ. Yeah. Yeah. tại vì tao có một cái kịch bản xong rồi kiểu tao siêu passionate về kịch bản đó luôn xong rồi cái cái quay nhưng mà cái tao mới nhận tao mới nhận ra là ok nếu mà bây giờ tao lấy kịch bản người tao quay á. thì tao sẽ không bao giờ tao sẽ không bao giờ làm cho nó đúng cái kỳ vọng của tao được á ừ. nó sẽ recover rất là shit và yeah ừ. tao không biết nhưng mà cái tao có thấy một, cái cái gì đó beauty trong cái việc là mình không làm được bởi vì cái tham vọng của mình quá lớn á nó thể hiện nhiều nó thể hiện nhiều về bản thân mình lúc đó và tao thấy nó hay ừ. yeah. cái passion của tụi mình lúc đó để capture lại cái passion của tuổi học trò ừ. là Chắc là nó cũng đã đạt được cái mục đích rồi Ừ, đúng 100% Ồ, oh, mãi nhớ hồi đó Nhớ hồi đó có đúng một cái camera Có đúng một cái camera <laughs> Không, một hai cái dám gì dùng... Hai cái hả, à, Hai cái hả? Hai cái À, hai cái, ok Hai cái camera Tripod thì đi mượn Không có track Không có đèn, đốm Có, có gimbal ờ <laughs> ừ, có gimbal Phé ơi, sao mà cảm quên ôi chết bụi vậy? Nói chung là rất là kiểu unskilled ừ. <laughs> Về mọi mặt luôn á thì nhưng bây giờ nói thì làm tao hơi nhớ lại bản thân mình hồi đó như thế nào thôi Khác bây giờ á, ừ. Ừ. khác bây giờ nhiều Cái tham vọng của cái thời đó, đó. Lúc mà mình còn nhỏ hơn một xíu ừ. Tự nhiên reflect lại thấy cũng hay ừ. Nhưng mà mẹ có thấy là nó là một sự thay đổi tốt không? Thay, thay đổi tốt không á hả? Ừ uh, Yeah I guess Ok Ừ Ừ Yeah yeah yeah, yeah. Tại vì bây giờ tao vẫn à, vậy okay. nha tao vẫn là ừ. một người tham vọng, tao có tao passionate về rất là nhiều thứ nhưng mà bây giờ cái cách mà tao tiếp cận nó 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 sẽ khác, không phải là lao đầu vô. Lao đầu vô làm <laughs> mà ừ. không mà không có knowledge hay không có skill gì á mà ừ. tao sẽ học từ từ, tao sẽ đạt được nó một cách ừ. từ từ á. Ừ. Kiểu nó sẽ mất nhiều thời gian nhưng mà khi mà Tao đã đủ trình độ rồi á thì chắc chắn nó sẽ thành công ok nếu mà bây giờ mày được chọn giữa hai câu hỏi đó tao hỏi mày là là chăm ngôn sống mà mày sẽ luôn luôn đi theo là cái gì và cái câu hỏi thứ hai là ý kiến ngay tranh cãi nhất của mày là cái gì thì mày dưới hết câu hỏi nào hơn tao sẽ thích cái câu trầm ngôn sống hơn mặc dù nói thật với mày là cả hai câu đó tao cảm giác nó hơi viết hơi viết để có thể à, hơi viết để có thể kiểu để suy nghĩ nếu mà nói về trầm ngôn sống đi thì mày có phải là một dạng người mà sẽ có chăm con sống có nghĩa là một cái gì đó mà mày sẽ luôn luôn tuân theo một cái quy tắc gì đó mà mày luôn luôn tuân theo mà không, không có lối suy nghĩ gì đó một sự việc gì đó tao nghĩ là một cái quy tắc hay là một cái lối suy nghĩ mà definite luôn thì không có ừ ừ tao cảm giác như mình luôn thay đổi á ừ bất, bất kể mình gặp phải cái gì nhỏ hay lớn á thì mình luôn thay đổi đó. mình dựa vào những cái cái gì mà nó xảy ra trong cuộc sống để mình adapt á. Ừ. Xong rồi vì vì là thay đổi ít nhất là đối với tao, vì thay vì tao thay đổi nhiều như vậy nên là không có cái gì mà nó definite hết. Ừ. Bạn mày, mày thích điều đó không? Có chứ, tất nhiên rồi. Tại vì là mỗi lần như vậy thì tao đang trở thành một cái phiên bản tốt hơn. Tốt tốt hơn nhiều mà. Ừ. À maybe nha, maybe có những cái lúc mà tự dưng cái mình kiểu tệ hơn nhưng ừ. mà it's ok tại vì cũng có nhiều khách mời nói gì với tao á nó nó nói là ok sẽ thay đổi dựa trên cái cái sự việc á tao nghĩ điều đó là một điều khá là hay nhưng mà bởi vì tao không làm theo như vậy á bởi vì tao luôn luôn tao sợ một cái điều là cái emotion của tao nó sẽ take place nhiều hơn cái emotion ngay tại thời điểm đó của tao á nó sẽ take place và nó nó overwhelm mình những cái mà tao tin tưởng vào á những cái belief mà tao có đó. ừ. thì mày đã từng có một cái thời điểm đó mà mày đưa ra một cái quyết định mà sau này mày nhìn lại mày cảm thấy là mình đã bị emotion check quá nhiều không và mày hối hận vì điều đó um, nếu mà regret một cái decision gì đó thì có rồi nhưng mà nha ừ. dạo gần đây ngay, trong cái khoảng thời gian vừa rồi á thì ừ. cái lối suy nghĩ mà hối hận một cái lựa chọn gì đó của tao á nó ừ. thay đổi ừ. nó hơi khác một xíu ừ. tại vì maybe nha ngay ngay cái lúc đó luôn nó chọn xong á thì tao có thể hối hận nhưng mà lúc mà nó đã trải qua một thời gian rồi đó, mà để reflect lại thì tao sẽ không có thấy hối hận nữa ừ. tại vì tao nghĩ là một khi mình đã đưa ra một cái lựa chọn gì á thì cái kết quả nó sẽ không đúng hay là sai nó có thể ảnh hưởng nha nó có ảnh hưởng nó có thể ảnh hưởng tích cực hay là tiêu cực nhưng mà đó không phải là lựa chọn sai hay là lựa chọn đúng đó. mày hiểu không ừ. Ừ. Chính là lựa chọn gì Tao chọn làm một cái gì đó Và cái kết quả nó đưa ra Có thể nó sẽ không có tốt N Nó không có tốt bằng Nếu mà tao đưa ra cái lựa chọn còn lại Nhưng mà Nếu mà mày nghĩ kỹ á Thì Thì Kiểu mọi thứ mà nó nó xảy ra á, là Khi nào nó cũng dẫn, dẫn đến một cái cái gì đó khác, á, bản thân mày sẽ thay đổi theo một cái hướng khác Sau khi mà đưa ừ, ra cái đúng. lựa chọn đó Ờ đúng 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 Ờ, cả cuộc sống của mày nữa Cả cuộc sống, ừ. lẫn bản thân Để thay đổi dựa theo cái đó Và ừ. nó không có necessary là sai và bởi vì mà nói có đó nên tao sẽ tao sẽ là một cái assumption mà tao khá là chắc là mày yêu bản thân mày đúng không ngay từ thời điểm hiện tại thì mày yêu cái con người của mày bây giờ I guess yeah <laughs> à, tại vì tại vì nếu mà nếu mà mày nếu mà mày nói là tao nói cho khán giả nha chứ không phải tao nói cho mày nhưng mà kiểu theo cái nguyên tắc đó thì nó sẽ chỉ work nếu mà mày nếu mà mình cảm thấy mình thích bản thân của mình ngay tại thời điểm này á. Hay là thích thích kiểu như là thích những cái trait gì đó cho bản thân mình ngay tại thời điểm này thì mình mới thấy là ok. Bởi vì những cái quyết định của tôi và hiện nó nó tạo cho tôi bây giờ và tôi bản thân tôi bây giờ nên là maybe đó là một quyết định nó nó ổn, nó nó khiến tôi trở thành như vậy thì da yeah, tôi thích bản thân tôi bây giờ nên là da yeah, tôi sẽ không phải ở nó. Ừ. đúng không? In a way. Yeah. Nó cũng không hẳn là như vậy không no, hẳn là như vậy không hẳn là như vậy đối với tao để tao okay. để tao đưa ra cái ví dụ chi tiết luôn nha cho dễ hiểu nha ok là như okay, hồi okay. nãy tao nói về cái việc mà tao cảm thấy rất là hối hận khi mà chọn đi học ờ uh, nửa năm 11 đi canada á vì hồi đó là à. tự nhiên vừa qua canada cái dịch phải ở nhà trong khi mọi người ở việt nam thì đang rất là enjoy cái high school life mà tao thì đang ở canada Lúc này phải ở nhà, ừ. không được làm gì hết, không được đi học, không được đến trường Thì tao hối hận cái đó Ví dụ như nếu mà mình chọn ở Việt Nam thì mình đã có thể uh, thân hơn được với người này người kia rồi Có thể uh, tham gia cùng với mọi người những cái event này, event kia Xong rồi là trải nghiệm được những cái gì mà mọi người đang có Ừ Ừ, chứ không phải là trải nghiệm cái cái isolation mà nó mà nó mà nó diễn ra vì cái lựa chọn của tao nhưng mà rốt ừ. cuộc á thì thì sau khi đi Canada về tao thay đổi rất là nhiều kiểu tao ừ. oh, tao thấy được bản thân mình thay đổi thật sự luôn là ừ ví dụ như tao tự lập hơn, tao tự tin hơn, xong rồi, tại vì là clash với với cái culture của họ với nhiều người hơn nó gặp được nhiều người hơn, ờ, cái cách sống ở đây nó cũng khác nữa, ừ. nên là nên là học hỏi hơn được rất là nhiều, trưởng thành được hơn nhiều, mà tao nghĩ là những cái đó nó sẽ nó sẽ không có xảy đến nếu mà tao chọn ở Việt Nam. Ừ. Mm. Ừ. Mm. Vậy nên là nếu nếu mà suy nghĩ lại như vậy á thì tao không thể nào gọi cái quyết định mà chọn đi Canada là sai được nữa và cái mm. mà ở chọn ở Việt Nam là đúng được đúng. nữa. Đó. Nó là mm, ví dụ. Ừ. Nha. Ừ ừ ừ. I like that. Okay Hmm. Còn mày, mày thấy sao? Về choices in sao? life Choices in life À What's uh... wrong and what's right? Too long don't read thì tao có những cái gạch đạo dòng như là Bởi vì tao yêu bản thân tao Ngay tại thời điểm hiện tại Nên là tao sẽ không regret Những cái gì mà tất tao chưa bao giờ regret những cái quyết định mà tao tao làm để tao đưa ra thì giống giống như giống như, như, như tao nói hồi nãy thì bởi vì tao yêu bạn hơn tao nên là những quyết định đó nó khiến tao trở thành tao như bây giờ nên là tao tao sẽ không regret những quyết định đó nhưng mà um, tao nói như vậy á tao, tao tao lúc mà tao hỏi về cái việc mà cảm xúc á tại vì đã có những trường hợp mà tao tao đưa ra cái quyết định dựa trên cái cảm xúc của tao á ngay tại thời điểm đó và nó không đúng với những gì tao believe vào thời điểm đó luôn nói chung là hai cái hướng nó trái ngược của nhau á mà tao làm theo cảm xúc của tao nhiều hơn thì bây giờ nhìn lại ấy, những cái quyết định đó là những cái quyết định mà nó làm cho tao regret nhất và những quyết định nó ảnh hưởng tới nhiều người chứ không phải là ảnh hưởng tới mình tao nó mà ảnh hưởng tới mình tao thì maybe là nó sẽ không maybe là tao sẽ không có regret nó nhưng mà nó ảnh hưởng tới nhiều người xung quanh tao á và tao cảm thấy như là khi nếu mà tao đã có một cái nếu mà tao đã có một cái trăm ngôn sống sẵn rồi đó và tao đi theo cái belief đó thì nó sẽ không có thể ra cái điều cái điều mà tao cái 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 điều mà tao làm hết tao hết người khác á nó sẽ không có xảy ra và yeah đó là vì sao tao có trong cuộc sống thì <laughs> ừ. mày có nghĩ là việc mà mày có một cái trầm ngôn sống hay là một cái quy tắc gì mà mày luôn hướng tới á ừ. nó nó kiểu giữ bản thân mày lại khỏi being more open minded không Uh, tao nghĩ những cái trong ngôn sống của tao nó không có liên quan tới việc là open minded hay không ừ ok ừ. ừ tại vì trong ngôn sống đối với tao nha nó nó không phải là việc là ok tôi sẽ ủng tôi sẽ luôn luôn ủng hộ quyết định của phụ nữ hay là sao sao đó không phải vậy ừ. nó chỉ nó nó sẽ kiểu như là uh, Ví dụ một cái trong ngôn sống của tao đi là tại, Nó liên quan tới liên quan tới những người khác ta à uh, à đúng rồi uh, cái con sống của tao là nếu mà người ta treat tao như thế nào á tao sẽ luôn luôn tao đối xử tao luôn đối xử với người ta uh, giống như cái cách mà tao muốn người ta đối xử với tao lại ừ. và nếu mà tao không nhận được cái điều đó thì tao sẽ ngưng quan tâm và tao sẽ không có cố gắng và tao sẽ không có nói dùng là nếu mà tao đã đưa ra rồi mà tao không trả lại tao lại như vậy thì tao sẽ không quan tâm luôn ừ. và tao sẽ Tại sẽ không có put cái mười mô sự trong trọng á thì vậy đó là một trong con sống của tao à cái cái đó là một trong những cái châm ngôn của mày ừ. bây giờ hiện tại đúng rồi ừ. đúng rồi tại vì tao hỏi như vậy uh, tại vì tao đang nghĩ thôi là nhiều khi có những cái belief á mà mình giữ rất là chặt trong lòng nhưng mà ừ. tự dưng có một cái gì đó xảy ra ừ. mà nó nó kiểu prove you wrong á, prove you otherwise the mm. kiểu, mm. tại vì cái đó là cái mà xảy ra đối với tao kiểu nhiều khi tao tao nghĩ tao believe in cái này cái kia cũng giống như mày á, tao nghĩ là mm. um, mình đối xử với người này người kia như nào hay là khi mà cái cái event này xảy ra thì mình sẽ react với nó như nào, giống như cái mm. việc làm phim tài liệu như hồi nãy á, nhưng mà mm nhưng mà cái sự kiện đó nó nó lại làm cho tao nghĩ khác đi tao nghĩ là ừ. maybe cái belief của mình nó cũng không đúng lắm hoặc là nó ừ. không có thể nào áp dụng cho mọi hoàn cảnh được ừ. nên là nãy tao hỏi mày tại vì tao nghĩ tới cái đó ừ tao là nghĩ tới hướng ngược lại có nghĩa là khi mà cái sự việc nó xảy ra không đúng với mình á và nó khiến mấy mình suy nghĩ khác á thì tao lại nghĩ là à đây là cái emotion của mình đây là cái cảm xúc của mình đang take place và cái việc cái trong cuộc sống nó sẽ đưa tao lại cái cái những gì mà tao muốn tao muốn nhìn nhận á nghĩa là gạt bỏ đi cái yếu tố cảm xúc đi và nhìn nhìn nó lại theo cái 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 cách nhìn mà tao đã luôn nhìn nhận nó mà giống như là một cái nó giống như một cái cái con đường kiểu như là một con đường chính cho tao á ta sẽ luôn luôn có cái đó để tao dựa tao nhưng mà tao, tao wander đi chỗ khác thì tao sẽ luôn có cái đó để tao trở ngược về tao đi tiếp á Nó như là một cái một cái lưới đỡ tao khi mà tao suy sụp kiểu gì kiểu khi mà mày tao cảm giác như là giác khi mà kiểu mày không có mày muốn bản thân mày được rational hơn đúng rồi tao bởi vì đa số những quyết định của tao dựa trên cảm xúc á Tao nhìn lại thì tao thấy nó tao tao regret nó nhiều. Which uhm. is very alarming, tao biết nhưng mà dạ. Yeah. Em mà nha. Cái hồi mới vào học á thì tao có uhm. học một cái course kia trong lớp về team building á. Uhm. À... và cũng có có mấy cái cái talk mà ông thầy nói mà tao thấy cũng interesting. Ông bảo là thật ra thì mọi cái decision là nó được drive dựa trên emotion á ừ. mà mình mình có nghĩ nó khác đến cỡ nào á thì mọi thứ từ lớn đến bé nó đều dựa vào cái emotion của mình hết mình có muốn ừ. rationalize nó như nào thì cuối cùng cái cảm xúc cũng là cái mà điều khiển cái lựa chọn của mình ừ. và tôi thấy ông nói cũng đúng <laughs> Ok tại tao, tao không đồng ý because again cái việc mà tao nghĩ cái việc mà thí dụ mà cảm xúc đi thì tao nghĩ cái việc mà thì theo nó sẽ có hai trường phái xảy ra đúng không là mình đang biện hộ cho cái quyết định của mình và nó sẽ có nó sẽ có có sẽ có nó sẽ play in hai cái hai cái thời điểm là lúc mà mình đưa ra lựa chọn và lúc mình nhìn lại lựa chọn đúng không? Thì ừ. lúc cái lúc mà cái lúc mà đưa ra lựa chọn thì thì tao cố tao, tao, tao cố tao, tao, tao rational nhất có thể và khi mà nhìn lại tao sẽ cũng cố tao sẽ cũng tao tao sẽ nhìn lại và tao nhìn coi nó có emotion trong trọng ở trong trọng không á và tao sẽ quyết định chứ cái việc mà rationalize lại rationalize lại cái cảm xúc á tao nghĩ đó là một cái góc nhìn nó nó không đúng với tao tao nghĩ gì tao mới nó không đúng nhưng mà tao chưa bao giờ nghĩ là tao sẽ rationalize bất kỳ quyết định gì của tao á bằng ừ. chứng là tao tao đã nhìn thấy được là ừ, những quyết định sai này nó với emotion và tao sẽ không theo emotion nữa bây giờ nha mày thử ví dụ một cái lựa chọn gì đó của mày đi ngay bây giờ luôn mày thử chọn làm cái gì đó đi tại vì nãy giờ tao nói đó, tao có một cái quyết định của tao trong đầu nhưng mà nó liên quan tới bộ cũ của tao ừ. so ok whatever ai cũng biết chuyện này là yeah uh, Uh, ok ok sure if you okay. if you don't mind tao suy nghĩ coi hoặc là cái gì đơn giản cũng okay, được ta... cái gì cũng được á tao đang hỏi mày thôi để tao không, thử tại vì những cái quyết định đơn giản á những quyết định ừ. đơn giản của tao á nó nó sẽ không có nó không nó không khiến tao regret tới bây giờ hiểu không nên là nên là tao cũng không nghĩ ra được đâu ok ok kệ đi em sao đâu tao nghĩ tao nghĩ chuyện này cũng biết um, So đó tao có ở đó tao có, tao có quen một bạn thì quen một bạn thì à, quen nhau được ở sáu uh, mấy tháng gì đó cũng khá là gì xong rồi kiểu tao là người chia tay trước xong rồi cái uh, bạn tao mới biết được là cái việc là ok bạn nó có nói xấu tao và có cùng một bạn khác tung tin đồn ra về tao tung tin đồn không, không, không đúng về tao á thì ngay tại thời điểm đó luôn khi mà tao biết được cái chuyện đó thì tao đã tao đã tao đã, tao đã biết ngay trong đầu tao là ok đây, đây là một cái gì đó mà defense mechanism á có nghĩa là ok bởi vì bởi vì bạn nó đang buồn hay là bởi vì bạn nó đang đang không vui á nên mà nó mới có những quyết định đó và tao biết tao biết với bạn thân tao là bạn nó cũng không tin vào cái chuyện không tin vào những lời nó xấu đó nhưng mà kiểu nó là kiểu defense mechanism của ta cái gì thì tao đã biết rồi nhưng mà lúc đó thì tao vẫn chọn hành động là tao nói đi, tao tao đi không phải tao đi nó xấu lại mà kiểu kiểu trong nhóm của tao á tao kiểu sẽ khi mà nói về mấy bạn nên nói về bạn đó tao sẽ kiểu rùng mình nó sẽ kiểu là ơ oh my god nhỏ đó hay kiểu kiểu gì ừ. kiểu như mất mất á xong rồi làm những cái hành động nó rất là nó không đúng với bài lý của tao á tao chỉ làm một cái show ra là ơ oh, yeah, oh, con này cũng kỳ lắm cái kiểu, kiểu gì Đấy. thì bây giờ nhìn lại á thì tao tao ghét tao lúc đó tao ghét tao lúc đó cực kỳ ừ. tại vì bởi vì rõ ràng là tao đã biết là bạn đó không bạn đó không có min như vậy với tao á. bạn đó không có bạn đó không hề phải kiểu là phải kiểu người là ừ min vậy với tao Mà tao đã biết điều đó rồi tao đã biết điều đó rồi mà tao vẫn cố gắng hành động gì á cái nó không có đúng với belief của tao và nha yeah. thì chỉ vậy thôi thì, thì bây, bây giờ tao nhìn nghe. lại tao đều cái quyết định đó ví dụ như mày quay lại lúc đó và mày ừ. chọn hành động làm sao mà để không để cảm xúc nó chi phối đó, thì mày sẽ làm gì? Thì giống như tao nói đó, bởi vì tao đã rationalize được là bởi vì tao đã tao đã biết được là bạn đó làm theo cái emotion và defense mechanism của bạn đó thì ra có hai lựa chọn một là tao không quan tâm và một tao không quan tâm bởi vì tao biết đó không phải thực thật và bạn tao cũng biết là bạn đó không có bi như vậy và ta sẽ không quan tâm hoặc là ta có thể nói chuyện với bạn đó là ô tôi biết được bạn nói xấu tôi gì nè Mà có nghĩ vậy không cái kiểu vậy và nếu mà nó không giải quyết được thì thôi bỏ qua tại vì ừ. tại vì emotion no yeah. còn cái quyết định theo emotion là cái quyết định mà ô uh, con nhỏ này cũng ghê lắm mà tao thấy á ừ. tao nghĩ nếu mà mình nghĩ rộng mình nghĩ là xa hơn một tí á thì tất cả những cái mà xảy ra trong cuộc sống của mình á khi mà nó xảy ra lúc đó thì khi mà nó ảnh hưởng lớn, ảnh hưởng mạnh tới mình á thì mình ừ. mình không có nhìn nó trong nhiều hướng được. Mình không có be ừ. more open minded hơn được. Ví dụ như trong trường hợp của mày là không có um, hiểu rõ hơn là thật ra bạn đó không có như mày nghĩ. Ừ. Thì thường á khi mà những cái thứ đó xảy ra cái chuyện mà mình bị cái cảm xúc nó ảnh hưởng mạnh là chuyện bình thường đúng và, đúng mà và bởi vì khi mà nó đã xảy ra rồi và mày reflect lại mày mày hiểu được sự thật rồi á thì ừ. từ đó mày thay đổi và có thể lựa chọn uh, làm làm khác hơn khi mà những cái gì ừ. giống như vậy xảy ra sau này á ừ. tao không thì có ta, nghĩ thì thì, thì thì từ cái việc đó nên tao mới lựa chọn là tao đi theo trong con sống của tao và tao không để emotion nó take place nữa tao cố gắng không để emotion nó take place nữa à không um, à, cái point của tao chỉ <laughs> đơn giản là nhiều khi mình không có control được cái emotion của ừ, mình thôi dạ yeah, đúng 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 ừ. đúng mà tao 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 đúng ta hiểu được là tất nhiên là không có control được emotion của mình nhưng mà tao cố gắng tao muốn cố gắng hết sức để tao không để emotion tao take place ừ. ừ. mà cố không được thì nên tao ta chỉ cần tao cố gắng hết sức mà tao không làm được nữa thì thì cũng không sao bây giờ tao đã cố gắng hết sức rồi ừ wow, sao cái này nó về tao luôn rồi vậy <cười> <cười> tại vì ở <laughs> da ờ, yeah, tao ok cũng được không sao cũng là một cái vui à đúng rồi mà đúng tao có một cái lúc mà hôm qua tao ta, tối tao nằm bắt tay lên chán tao nghĩ về cái cuộc nói chuyện hôm nay thì tao muốn hỏi thầy mày thêm một cái về cái quyết định sau này của mày uh, mày nói là mày muốn về lại Việt Nam ừ. tại sao tại sao một người có cơ hội làm việc ở là đang đang học ở một một trường lớn ở bên bên Canada và có cơ hội làm việc ở những công ty lớn ở Canada lại muốn quay về Việt Nam để làm concept art một cái ngành nghề không được quá phổ biến ở việt nam thật ra thì cái này nó cũng chưa phải là cái gì chắc chắn lắm á không phải ừ. là tao học xong hai năm là chắc chắn tao sẽ về việt nam để ừ. thành làm concept artist Kiểu bây giờ nó vẫn còn mông lung lắm tao cũng không có biết là ừ. chắc chắn tao sẽ làm gì á nhưng mà nó ừ. là một cái gì đó mà tao đang tưởng tượng ra thôi cái cuộc sống đó là cái mà ừ. tao 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 muốn có ừ. nó cái career cái career nha thì nó vẫn chưa chắc chắn nhưng mà ừ. cái 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 suy nghĩ đó là nó dựa trên cái cuộc sống mà tao mong muốn mong muốn được có ừ. tại vì về Việt Nam thì đối với tao á, hiện tại á, là tao thấy thoải mái hơn tất cả có ừ. những thứ mà muốn làm ở Việt Nam mà tao nghĩ là về Việt Nam thì nó sẽ dễ hơn. Ừ. Như là cái gì? Ờ, cái này thì nghe. Cái này kiểu như mày có biết cái cảm giác á mà khi mà muốn làm gì, kiểu muốn có mục tiêu gì á nhưng mà không muốn nói ra trước tại vì lỡ nói ra xong rồi nó không có thành công. À, <laughs> nha. Uh, yeah. ờ, ok. Uh. Ờ, nhưng mà chắc cũng không sao tại vì uh, tao thì tao muốn làm họa sĩ cái đó là chắc chắn rồi nhưng mà tao cũng muốn mở quán cà phê thì cái đó là cái ừ. lý do lý do chính mà muốn về Việt ừ. Nam. Ừ, ừ. OK yeah. Tại sao mở quán cà phê Việt Nam nó lại vui hơn là mở quán cà phê ở Vancouver? Không phải là vui hơn và kiểu <laughs> à, Tao cũng chưa có tìm hiểu gì nhiều ừ. Nhưng mà Cái đó là Cái trôi cái thôi cái, cái lựa chọn thôi, cái sở thích thôi Ừ ờ. Ok Nó không có dựa vào cái gì hết Chỉ là sở thích thôi Ừ Cảm xúc <laughs> Cảm xúc hả? Thì rồi thì đó hồi nãy mày giải thích tao cũng không hiểu lắm nhưng mà tao thấy cái gì nó cũng dựa trên cảm xúc và cái gì nó cũng bị ừ. ảnh hưởng bởi cảm xúc hết. Ừ. Thì quay lại với tao á, thì nếu mà tao sẽ ngồi tao tao liệt kê ra, ok nếu mà mở quán cà phê ở việt nam sẽ có những cái lợi gì pros and cons, xong rồi ngồi tính toán, tính toán ra mấy cái đó thì đó là tao. <laughs> ừ. ừ. Rồi, bây giờ mày thử nghĩ đi tại sao mày lại đưa ra mấy cái pros and cons đó? để mày có để thể để rational ở ờ, mày rational đúng không mày rational à. nhưng mà rational là vì mày đang muốn tìm thấy cái cái lựa chọn đúng nhất nhưng mà cái lựa chọn đúng nhất là để làm gì là kiểu để, để fulfill để fulfill cái desire của mày ừ, và, đúng rồi và cái desire là cảm xúc của gì à đúng rồi à đúng rồi nó sẽ về là đó, nó cái sẽ... đó là cái point à, đúng của đúng tao rồi. nãy giờ đó à à à Ờ. có nghĩa là mày nói là tất cả mọi thứ đều được drive với emotion có nghĩa là tất cả mọi ừ, thứ đều ừ, được được, được. Đúng có rồi, đúng động rồi, đúng cơ rồi. là emotion ừ. đúng ờ, rồi đúng rồi nhưng đúng mà rồi. Cái... Ừ. cái đó là à, cái phần rồi, của okay, tao nãy okay. giờ đó à ok ok ờ, uh, uh, uh. từ một quán cà phê Ừ ờ, thì thì nếu mà ví cái động cơ như của tao là cái 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 động cơ của tao là emotion thì chắc chắn là tao nghĩ là à, tao đồng ý với mày hoàn toàn là yeah tất nhiên nhưng ừ. mà cái pathway chọn là phát quay rationalize Ừ. Ngắn nhất và nào đúng rồi chứ nhất. đúng ừ, đúng yeah, là yeah, mình yeah, yeah. Ừ, không có bị kiểu tất nhiên là overwhelmed by emotion xong rồi lựa chọn thì không đúng rồi không nên làm ừ. Rồi. ừ, ừ, ừ. yeah ok và ta đang nghĩ tới một cái viễn cảnh là người ta nghe cái vết cá này xong người ta sẽ kiểu nãy giờ nó nói là vậy mà Xong rồi <laughs> 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 là vậy mà <cười> 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 xong mày nói cái gì từ tao từ lao từ lao, tạo lao. <cười> ừ. <cười> OK, um, cũng một tiếng mấy rồi nên là tao nghĩ kết thúc podcast đây được rồi đó. OK, um, OK. Cảm ơn mọi người vì đã lắng nghe tập hôm nay của không ai cả. Nếu các bạn thích những cuộc nói chuyện và những cái cuộc đàm thoại về những cái bài học cuộc sống mà nó đến từ không một ai cả và nó nó vui vui như vậy thì. Mọi người có thể tune in vào 7 giờ sáng thứ hai mỗi tuần trên Google Podcast và Spotify. Thank you mọi người đã đến và thank you Lucy đã làm khách mời. Cảm ơn, cảm ơn Sết, cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Ok, bye bye. Bye bye.